năng tăng giá bất động sản nhanh chóng. Nói về thị trường bất động sản Bắc Ninh, sắc Phạm Thanh Hương cho rằng, đây là một thị trường tiềm năng vì tốc độ tăng trưởng rất cao, luôn trong top đầu cả nước, di dân cơ học và cơ hội việc làm lớn dẫn đến nhu cầu nhà ở tăng đột biến. Đây chính là cơ hội vàng cho đầu tư bất động sản tại địa phương này. Nhiều tiềm năng phát triển Bắc Ninh hiện là thị trường bất động sản sôi động nhất tại phía Bắc bởi hội đầy đủ các yếu tố, nguồn cung lớn, giá phù hợp và tiềm năng sinh lời hấp dẫn. Hai năm trở lại đây, thị trường bất động sản Bắc Ninh thực sự bùng nổ khi quy tụ hàng loạt các dự án của các ông lớn như Vingroup, FLC, Kim Lam, Dabaco không chỉ tăng nhanh về số lượng nguồn cung, đa dạng về loại hình mà lượng giao dịch tại thị trường này cũng ghi dấu với xác suất thành công lên tới 75%. Giá đất nền, chung cư, bất động sản cho thuê tại thủ phủ FDI đã tăng từ 150 đến 300% so với mốc trước 2016. Giới chuyên gia nhận định, Tiềm năng tăng giá và phát triển về bất động sản tại tỉnh sẽ còn lớn hơn nữa khi thành phố Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2020. Cùng với đó là sự tăng tốc mạnh mẽ của Từ Sơn, thị xã duy nhất của tỉnh khi hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội được kiến tạo. Bất động sản Từ Sơn tăng giá. Từ Sơn là đô thị loại 3 với mức sống của người dân nơi đây ngày càng được nâng cao, nhu cầu nâng tầm không gian sống cũng là vấn đề rất được quan tâm. Nơi đây không chỉ tập trung các cụm công nghiệp thu hút một lượng lớn người nước ngoài là các chuyên gia, kỹ sư, tới làm việc và sinh sống, mà còn nổi danh với các làng nghề cổ truyền, trong đó nổi bật là làng tỷ phú đồng kỵ. Theo Sen Lan, giá bất động sản tại Từ Sơn có xu hướng tăng nhanh trong 5 năm gần đây, với việc Từ Sơn cùng với thành phố Bắc Ninh, đô thị Tiên Du được xác định là đô thị lõi của Bắc Ninh, hình thành các yếu tố đô thị văn hóa, sinh thái, trí thức, thông minh, giá đất tại Từ Sơn hiện đã tăng nhanh, riêng khu vực gần làng tỷ phú đồng kỵ. Giá đất có vị trí đẹp có giá từ 30, 60 triệu đồng trên mét vuông, khu vực phố chùa Dận, phường Đình Bảng cũng có mức giá lên tới 40, 50 triệu đồng trên mét vuông, xung quanh khu đô thị Vườn Sen, giá đất cũng tăng nhanh, đặc biệt, các lô đất nền tại dự án cũng được nhiều khách hàng nhanh tay đặt mua khi thấy được tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản tại đây. Nằm tại vị trí trung tâm thị xã Từ Sơn, nơi có nhiều kỹ sư và chuyên gia đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc đang làm việc tại các nhà máy như Canon Quế Võ, Honda, Toyota Thăng Long. Samsung khu đô thị vườn sen được phát triển đồng bộ với hệ thống tiện ích hoàn thiện gồm khu thể thao, khu cộng đồng, bệnh viện, trường học, khu dịch vụ, khu nhà ở. Với diện tích 17 hecta. Sen lăn đơn vị phát triển dự án chỉ dành 288 để xây dựng các phân khu với hơn 400 lô shop house, nhà liền kề có diện tích từ 100m2 đến 120m2 trên lô. Hiện các lô đất nền dự án được giới thiệu ra thị trường với mức giá từ 2 tỷ đồng trên lô, tùy theo diện tích, khách hàng chỉ cần đóng 30% giá trị hợp đồng. Tương đương khoảng 600 triệu đã có thể trở thành chủ nhân các lô đất nền có sổ đỏ. Pháp lý đảm bảo, 70% còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ 0% trong vòng 18 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án, vui lòng liên hệ Hotline 0888 329 293 Website HTTPS trên trên Senhomes, Việt Nam trên Lovera ga đường trên